chỉ là pha bơi hồng hạc của bọn chị. Pha bơi được giấy hả chị ơi? Pha bơi này vừa gặp nước thì nát bét. Vừa gặp bị đưa đây cho tớ. Nát bét thế này, cười to nữa đi. Bảo bối, xin đi thần kỳ của Doraemon. Cái đây bên đây, ngoài chợ bán đây, 30 một cái. Minh Khoa, vào việc. Phòng cấp. Sao tự nhiên không chạy được nữa thế nhở? Bọn em đang giữ mà. Giữ làm gì? Bỏ ra. Sao lại bỏ ra? May quá, em vẫn chưa chấm đất. Chị Ruby ơi, em vừa dùng 24 thẻ qua cun để rồi lấy một quạt đa lăng cun 4 trong 1 đấy. Em cũng có một chiếc quạt này có 3 tốc độ gió. Mát lẹm luôn. Công nhận là mát thật. À, có 36 thẻ là đổi được 1 ba lô chống ngủ đa di năng cun. Và có 1 thẻ đặc biệt thì sẽ đổi được 1 xe đạp thể thao siêu cun đấy. Hai đứa đã đổi được chưa? Em chưa. Kém thế. Thế chị đổi được chưa? Chưa. Chưa. Yêu. Thế mà chị. À, vừa nay chị chạy đi đâu mà vội thế? Ai đứa có nhìn thấy trời đang nắng nóng không? Cô, trời nắng 40 độ mà. Thì đấy, chị đang phải chạy về nhà thật nhanh để còn ăn. Ừ. Không thì que kem của chị nó chảy hết. Gì vậy? Ai ơi mà. Trời nóng, có hai cái quạt cu này thích phết, không mất giọt mồ hôi nào luôn. Ôi mẹ mình, thương đám. Thôi được rồi, vì hai đứa đèn cho chị hộp sữa cu này, cho nên chị sẽ tạm tha. Sữa trái cây cun có vị chua chua ngọt ngọt với bộ công thức chuẩn 5 sao hệ miễn dịch, vừa ngon lại vừa an toàn. Phao không có chân mà vẫn biết đi. Hai đứa nhìn chị vậy. Đứa nào kêu đấy? Không phải em, không phải em. Nhấc con lên cho em. Trời ơi, người bé mà vác cái phao rõ là to. Mà em vác phao đi đâu đây? Em đang lấy xăng rủ mọi người bơi ơi. Trời nóng thế này, bơi luôn cho nó đã. Chị đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Anh sẽ bảo là anh Minh con bơi thôi. Đi đi đi. Thế con chị thì sao? Cái gì đấy? Bơi không? Chumi và chị Hương Gabi muốn thách đấu bể bơi với chúng mình. Chúng mình chơi luôn. Sợ gì? Ra bảo mở nước. Ai ơi mà ngạc quá. Sao không ra nước thế nhỉ? Hay bị cắt chú nào rồi? Kỳ quyệt. Mình quân mà mình mở nước mà. Gì đây? Ai ơi mà. Không biết nữa. Không biết nữa. Hai chị uống sữa không? Vâng, chị chỉ uống sữa màu hồng Hello Kitty thôi. Rồi. Ui giời, lại còn điêu. Này Minh Khoa, vừa nãy anh cứ tưởng em đi đâu, hóa ra đi đổi quả cun à? Không, có thể là em đi đổi luôn để cho nóng hổi. Đội mình bây giờ có quả, có cả ba lô, vừa xe nào, vậy là đổ bộ quả cun rồi. Săn quả cun gì rồi? Chỉ cần sưu tầm thẻ quả cun ở trong các lốc sưu cun và thùng cun túi là đổi được quả. Đây, thẻ quả cun đây. Săn quả cun có khó đâu. Vậy mà có hai người vẫn chưa đổi được gì. Ai hốt mà. Lan nữa, cái gì màu xanh dương mới được cho vào bể bơi nhá. Đi thôi. Để
em khuôn của em vừa đẹp vừa khỏe. Có đèn chiếu sáng, đồng hồ đo quãng được và giá được bình nước nữa nha. Đẹp nhưng màu đỏ nên ăn nước cũng ở ngoài. Chả sao, em không định cho siêu xe của em bơi đâu. Come on.
túi rồi nhiều vậy nhé. Đó các bạn biết đây là cái gì? Tàu trượt đấy. Nhưng không phải dành cho chúng mình mà là dành cho các nhân vật đặc biệt. Các nhân vật đặc biệt mình ở trong đây này. Đầu tiên là em kéo voi. Có thể đựng được tất cả mọi thứ. Ba lô còn có khả năng chống u rất tốt. Tách cái túi nhỏ này ra còn có thể tạo thành một túi đeo chéo nữa. Đấy, xinh chưa? Còn là tăng cả sticker siêu đẹp nữa này. Bạn nào chưa săn được quà thì nhanh tay lên chương trình cùng vui vận động mỗi ngày đến ngày 30/6/2023 lấy đạn dưới đây. Sưu tầm đồ thể chỉ cần mang ra cửa hàng đại lý sữa Cun gần nhà là đổi được quà. Bé bơi của bọn em có rất nhiều đồ chơi này. Bé bơi của bọn chị chắc cái gì? Ai là không có? Bọn chị không có nhá. Nhìn đi này. Đã bay sang đây là của chúng mình. Mà sao tôi chưa đeo nhé? Đi rồi. Đi. 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 Đi
có đồ ăn. Em cũng vậy. Tôi này, ba đứa ăn chung rồi đó. Liệu có đủ mắc kẽ răng không? Liệu có đủ mắc kẽ răng không? Bé quá, bé quá. Bà bối, xin đi thần kỳ của Doraemon. Cái đây bên đấy, ngoài chợ bán đây. Ba chục một cái. Minh Khoa, vào việc. Phóng nước. Phóng đi! Phóng đi! Điển viên Hello Kitty, mau lại phóng đại! Bể bơi màu hồng, toàn đồ độc lạ thôi! Tàu thủy đi dưới nước! Tàu thủy đi dưới nước! Gì vậy? Đi lên! Tàu đi dưới nước quá bình thường. Ô tô đi dưới nước nha. Ô tô đi dưới nước thấy độc lạ bình dương. Chứ nở ra cổng nóng không? Chứ nở ra thỏ. Cứu ba bổ. Cuộc chiến ngày hôm nay cất tài cất sức, cho nên vẫn chưa phân được thắng bại. Các bạn thích bể bơi Doraemon hơn hay là Hello Kitty hơn thì nhớ nói cho chúng mình biết nhá. Các bạn nhớ vui thật nhiều cho cô để xem được thật nhiều.